Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con The Walking Dead nha. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha, bằng cái like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa để giúp mình có động lực mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn, giờ hấp dẫn hơn như thế này nha. Ok, thì tập trước là hình như là xong episode 4 rồi, cho nên là tập này là chuyển sang episode 5. Chưa gì vô mà nó đã có tiếng khúc đạn của mình. Bởi tại sao Levantine? Không, tưởng chết rồi chứ. Mới vô mà nghe tiếng súng đạn không tưởng con mấy chết. Mới vô nghe tiếng súng đạn một con bé Levantine nó té xuống, tưởng con bé nó chết hết game chứ ai ngờ đâu sống lại được. Tụi người Nga như là bị thương khá là nhiều. Team mình thì vẫn ổn, lúc vẫn ổn, Kenny vẫn ổn. Ở đứa bé kìa, chôn nhau à? Bò nhà lên cứu đứa bé. Nó thấy có con nít rồi mà nó vẫn bắn. Lúc yểm trợ đi chứ. Tiền đứa bé trước. Và đó là lúc phải yểm trợ mình bắn vô trong kia, cho kia nó không có rú đầu ra. Okay, we gotta do something, y'all. Get down here. Can't just sit here and let this guy take pot shots at us till he runs out of ammo. Just stay down. You're gonna get your head blown off. We can't just sit here. English, motherfucker! I kill every one of you! If I could just get over to that side of the wall, I could maybe get an angle on this guy. Lúc nó rồi chạy qua kia mà chờ là nó cứ ở đây đi. Hey, don't give him something to think about. Just long enough for me to make it over. I don't know if that'll work. It'll be fine. Just trust me. I just need the distraction. Okay? Alright, I'm not going. Bắn yểm trợ cho một lúc. Hey, what are you? Rồi, thì kia nó bắn chuẩn quá, nó sấy vô chân một lúc rồi. Luke, are you okay? He got me in the leg, but I think it went straight through. Shit, I don't know. I'm gonna be fine. I think I'm gonna be fine. Thấy không, mình kêu lúc ngồi im đó rồi mình nghe. Thôi ông Kenny ông bắt thằng này để làm chuyện tình rồi. Kia như là lúc đó là nó đã cố nó bảo vệ cho mình rồi, do là mình bắn phát súng kia trước rồi em gái nó thì tự nhiên là mấy bao nhiêu đứa bị bắn mà con cái thằng ở chỗ này nó chỉ ấy chỉ hô hấp nhân tạo cho con nhỏ này thôi, không phải hô hấp nhân tạo nữa mà kiểu như là ép tim nó thù mình rồi. Mẹ con kia nó biến đổi thì thù cái gì? Điên rồi. Chen quay lại. Hay quá. Xong luôn.
safe to come out. Here, I got him. Có nhiều quyết định nó hơi khó tí nhưng mà bắt buộc là phải làm. Jesus Christ. That was intense. I thought that was it. Yeah, it was for these assholes. Thanks for coming back. Okay, cảm ơn con Jen bởi vì nó quay lại rồi. I didn't know this man. I've never killed someone that didn't wrong me in some way, that didn't deserve it. Tried to pretend he was a walker. But it's different. You saved us. Yeah, that's why I did it, but it felt wrong. Ok, con này nó vẫn thấy hối lỗi từ trước giờ nó chưa có giết người bởi không lý do nào hết. Giờ mình nói là come on. Mình nói là nó chả sao cả, nó giúp mình mà. Nhưng mà con này nó kêu là giúp nhưng mà cái điều đó nó vẫn không đúng. Là mình quyết định là mình vẫn cho nó ở lại. Lúc mình giận mình đây file đó mình bắn bà Rebecca nhưng mà bắt buộc phải bắn, nhưng tụi này nó biến đổi hết rồi, không bắn làm sao mà. She turned just like that. Clem spotted it first, did what she had to protect the child. This isn't your fault, okay? She just lost too much blood. It ain't nobody's fault. You saved the boy's life. You know, we could have done better by her. She was just too far gone. She's with Alvin now. Yeah. Yeah, she is. Đúng rồi, nói một cái câu ổn thôi là bây giờ cô ấy ở lại Alvin rồi, cho nên là sẽ không sao đâu. Nhưng mà ông Kenny ổng vẫn còn cay này. You piece of shit! Hey, hey! Ôi, khi mà con nhỏ kia chết nó vẫn thù mình nha, mà nó vẫn ra cái xác của nó, cho nên mình nghĩ con Kim mới là con em gái của nó thì... Thằng này cố cố lừa mọi người để nó có thù ấy. I'm doing the same thing this asshole tried to do to us. It doesn't have to go down like that. Kenny, his sister is dead. He's lost enough already. You don't have to do this. There is house, food. Please. Please, I can take you. Bullshit! No, no. It's true. We have place, not far. Food. See? He wants to help. Oh, don't be stupid. He's just trying to save his skin. Why the hell would you help us, huh? I not want to see more people dead. Then close your eyes and I'll make it quick. Kenny, back off. If he's telling the truth, it could save all of us. Okay, we mình need nói là the tụi food. Mình vẫn còn thức None ăn. Of this will matter if we all starve to death. She's right, Kenny. We're running low on supplies này as it is. It's nhà worth này để lấy the đồ risk ăn. To check this place out. Chứ không hề trust chết him, don't này trust được. Him. It doesn't matter. We should go anyway. We just need to be careful. It can't be far from here. You stay out of this. You're the reason these fuckers came after us in the first place. Don't try and pin this on me. Lay off, Kenny. She just helped us. Look, don't start, all right? It doesn't matter why it happened. We have to move on. Think about the baby, Kenny. If there are supplies, we need them. We ain't gonna last much longer without more food. We gotta take a chance. Unless someone's got a better plan. We got something to tie this shitbird up. Yeah, I got okay, something. Cuối cùng thuyết phục được ông Kenny không bắn kia rồi. Follow me, I take you. Just give me a reason. Yeah, man, he gets it. Lúc nãy bị bắn vào chân rồi mà tại sao vẫn không thấy cái lúc băng bó nha. Để lúc mà mất máu nữa là hơi tự nhiên mất đi thêm cánh tay, nhưng mà được cái là team này đỡ. Look, tại vì bây giờ là gánh nặng là chỉ có mình đứa bé là nó là gánh nặng when thôi. I heard còn the gunshots, là I knew it was a mistake. Tự xử được. If it helps, the thing I'd normally do is walk away for good, but I didn't. Despite what my instincts are telling me, despite everything I've seen, I'm not pissed. I'm glad you're back. I didn't want you to go in the first place. Thanks. That's good. Because you're probably 90% of the reason I came back. And it'd probably get pretty annoying if you hated me the whole time. Wouldn't want it to be annoying. No. That would suck. Lúc nó thấy mình bắn thì nó hơi giận tí thôi, nhưng mà
chắc là sau khi mà hiểu ra được lý do, chắc nó cũng thông cảm để bắt buộc phải bắn thôi mà. Which, to be fair, ngay cả bắn nhỏ em của người Nga cũng vậy. Cô nhỏ kia nó đã biến đổi rồi, nó đã tấn công mình rồi, phải bắn. You forget what we just went through? He ain't going anywhere, Kenny. No need to get your arm all sore. I'm worried about Kenny. He's in a dark place. We gotta keep an eye on him. Everything he's been through. But he's lost. He'll be okay. I've known him a while. Well, it's all starting to pile up. It's weighing on him. Everyone has a breaking point. Xe này nó vẫn lo dòng Kenny, tại dòng Kenny nó đủ thứ chuyện xảy ra rồi cho nên là that he really trusts. Nó sợ, that means you're the one that's gonna have to pull him back. He's counting on you. If we're really going to make this work, we're all counting on you. It might be too late. I'm afraid of that too. But we still have to try. At least then we'll know for sure. Thì mình cũng nghĩ vậy, tại ông Kenny. Come on, slowpokes. Tại mình cũng nghĩ là ông Kenny ông cũng khó chịu lắm, ông cũng không có 100% nhắm hy sinh như con bé lên mình hai mới là Lee đâu. Kenny giờ mình thấy yếu rồi, chả có gì rồi trước nữa. Mà trước cũng yếu, nhưng có mình Ly là thấy là còn khỏe. Wait up! Wait! We need to stop. No! No, I'm fine. Hey, I just need a second. Sorry, lúc nó đau quá rồi, không biết là lúc nó chịu nổi hay không nữa nha. Hey! What I say? When I tell you something, you fucking listen, you understand? Kenny, come on! There's no need for that! He's getting what he deserves. I'm fucking talking to you. I say stop. You'd best stop. Kenny! He understands. Just fucking stay put. I'm gonna have a word with Kenny. He doesn't have to treat him that way. Kid's been through enough. You all right here? Yeah, yeah. Go on and talk to him. I got Clem if I need anything. Okay. Here, just take the baby. Okay. What is it with you guys? What do you mean? Every man I've known is always trying to let each other know how tough they are. Put them in their place. Bunch of dominant alpha male horse shit. And it all ends the same way. But don't look at me. I ain't that guy. Oh, that ain't true. You get in your fair share of pissing matches, too. Do I? They're not all like that. There are good men, too. My friend Lee. He was a good man. Well, I wish I had had a chance to meet him. Me, too. I wish he was here now. Okay, look. It took a woman to talk some sense into him. It's like Jane broke it up. Keep pressure on it, okay? I'm gonna go fetch some bandages. Tâm Ly giờ đây còn sống mà, tại vì lần đó là mình đâu có hey, chọn nó phát đạn đâu. Yeah? I'm sorry. For what? I'll be right back. Tự nhiên lúc lại chuyển hướng sang con Bonnie là sao chạy. Damn it. Don't worry, you're gonna be okay. Không, lúc nó cũng đâu có giận mình đâu. Lúc với mình nó vẫn ổn. Nghĩa là nhiều cái quyết định nó không có hợp nhau tí thôi chứ thì vẫn ổn. How did we get here? We walked. At least most of us did. You basically had to be carried. Sitting in the snow. Lean up against a tree. Bullet in my leg, but alive. When so many of my friends are dead, lúc nó giận, no good reason, and I couldn't do anything. Everyone was sợ, nó sợ chúng đạn rồi không có máu để tiêm vô cho nó. Nick, Pete, Alvin, and Becca, Carlos, Sarah. You can't blame yourself. It
wasn't your fault. No. Giờ thằng này thằng lúc nó vẫn buồn khi mà cả nhóm tất cả luôn mọi người đều vậy. Cả con Sarah rồi Nick hay là bà Rebecca, Alvin chỉ là ông bác sĩ cũng ra đi. Bây giờ còn mình nó cho nên nó buồn. Ok. Còn Bonnie kiếm một cái vải để cho thằng này băng lại vết thương rồi. Nothing much. You know, complaining mostly. Trying to guess how far this place is. I was just mentioning how cold it is lately. Yeah, and good thing he got that cool jacket, huh? I'm sure most of that'll come out with a little soap and water. I'm fine. Hey, Clem, go over and see if you can change the bandages on Kenny's wound. I offered, but I don't think he was comfortable. Okay, bây giờ là mình phải đi tìm bandage but cho... you know him better than I do. Okay, that a girl. Tìm bandage để cho Kenny à, that's không... gonna sting, but only for a second. Không biết it's có bandage gonna clean it. Oh, I know cái what it thay, does. Thay băng ở trên it's mắt gonna cho suck. Kenny á. It's gotta get done. Và tụi này nó lại không dám làm điều đó thì nó sợ ông Kenny. Go on. I was thinking we'd go with Alvin Jr. What do you think? Rebecca mentioned she'd like to name him Alvin if it was a boy. I mean, Rebecca was so out of it she hadn't settled on her name. Huh, yeah. I like it. Alvin Jr. it is. Okay, ông Kenny ông đặt tên cho này luôn rồi là Alvin Jr. Well, I think AJ approves. What do you gọi tắt là AJ á? Because I think I'm all right. I mentioned it earlier. Can I change your bandages? Hỏi là mình có thể thay băng cho ông Kenny không? Mắt của ông Kenny băng của ông giờ rồi lại máu nó bắt đầu nó ứa ra cho nên là phải thay băng mới để cho nó chặt máu lại. Hopefully it don't scare this little guy. Or you. Ông Kenny vẫn lo. It's okay. I trust you. Wow. Chắc nó không cho mình coi mấy cảnh này đâu, tại ông Kenny không muốn nói mà. Rồi vẫn cho. I still gonna be pretty when this heals. I'm so sorry, Kenny. That bad, huh? You ain't got nothing to apologize for, Clementine. This wasn't your doing. Nhớ vẫn cho mình coi cái cảnh mà tháo băng của ông Kenny. So, I'm guessing this is going to be the shitty part. It might sting a little. You think? Giờ mình nói là cái này chỉ đau một chút thôi. Holy fucking hell! You need to stop squirming. Giờ kêu cái này là đừng có ấy, tại đang... Okay, you're right. Mình cứ tưởng nãy là lúc mà ông Kenny ông nói là không dám mở ra để cho tụi kia coi là sợ làm tụi kia tụi mày ngốp á. Nhưng mà nào ngờ game diễn cho mình coi cái đoạn này. Man, is that smart? He'll be tough, just like his dad. Oh, Alvin didn't look it, but yeah, that guy had a pair. Cái ông này ông luyến lo cho thằng bé. You're right about me giving myself up. I can't believe I was willing to sacrifice Alvin just to hold out a little longer. We should have saved him sooner. Got him out of the camp. I'm gonna think about that every time I look at Alvin Jr. here. Okay. Alvin should be here, raising this boy. It should be him, not me. Cũng như là bây giờ là ông bắt đầu là có thêm nhóc vậy cho nên là ông cực đoan thêm á. Cố tìm mọi cách để ông bảo vệ cho Alvin này. All done. Thank you, sweetie. Yep. Are we ready to go? Let's head out. Tại vết thương của ông Kenny là ấy mà mới mà chứ đâu phải là vết thương cũ thôi, cho nên là lâu lâu là máu nó cứ ứa ra vậy. Oh,
Bây giờ cậu cần rất là nhiều thuốc, phải nhiều thuốc thì đó mới hết được. Chứ lâu lâu đừng có tóe máu này. Is that it? Hey, I'm talking to you. Giống như là một cái nhà máy phát điện nha. It? It's what? What do you mean what? The place you're fucking taking us. Arvo, we're not trying to be mean to you. We just want to know if this is where the supplies are. Is this the place you're taking us? Are the supplies here? No, it's at the house. There's still more walk. Some more hours. God damn it! I knew this was gonna happen. This guy nó nói là cái căn nhà của nó vẫn còn. Thank you. Dạ, no cho nên là chắc là phải qua đêm ở cái. Maybe we should stop for the night. This is bullshit. Nói chung là tạm trú ở cái nhà máy phát điện này. He's lying. He's been lying this whole time. I think we should spend the night here if it's safe. That's a big if. Well, dạ, cái nhà máy phát điện bây giờ nhà điện nó đâu có xài đâu. Maybe. Cho nên là nó cũng có hàng rào nó bảo vệ mình khỏi cái đám zombie nó dễ Can hơn. We just try and have a calm, quiet night. Please. That sounds nice. Yeah. Yeah, it does. Oh, shit. Sorry about that. It's all right, buddy. It's all right. If we're staying, we should scout this place out. All right. Y'all wait here. I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves into. I'll go with you. Okay, ông see, nhìn if, ông nên... see if you can calm him down. Ông lo đám zombie trước xem có đám zombie nào ở trong cái chỗ đó hay không nữa. Con Zen nó cũng theo quyết định nó đi theo Kenny. That's all you. Bây giờ thôi đó. Shh, it's okay. It's okay. You're natural. I think he likes you. Calmed right down for you. He's cute. Yeah, he is, isn't he? Most babies are pretty ugly this soon after being born. That's true. They usually look like little aliens. Giờ tụi này nó đang khen nhóc đây, nhóc là khá là dễ thương. Giờ có khá là nhiều đứa bé khi sinh ra nó không có đẹp. Come on over. It's safe. Ok, cái khu nhà máy nó an toàn rồi, cho nên là tối nay mình sẽ trú lại chỗ này. Bởi cũng phải mất thêm mấy giờ đồng hồ nữa thì mới tới được căn nhà nữa. Kiểu như là Avo này nó sợ quá cho nên là nó mới nói vậy. Nó nói là nó có căn nhà, từ căn nhà đó xa. Nghĩ sao nguyên một băng cướp mà nó đi xa tới vậy nên nó cướp đồ. Today's my birthday. Oh, hóa ra hôm nay là sinh nhật của anh Luke. Hỏi Luke bao nhiêu tuổi? Happy birthday, Luke. Yeah, man. Happy birthday. So, how old are you now? I am 27 years old. That's pretty old. Okay, Luke đã 27 tuổi rồi. Sure as hell feel a lot older. Don't even start with that shit. Got out of college 5 years ago. Feels like a million years. At least I don't have to worry about paying off them student loans. I hear that. I'm sure there's some asshole sitting on that paperwork. Okay, lúc nói là lúc đó kiểu là ra khỏi trường 5 năm. Majored in art history. Dạ, that's cool. Lúc nó học về cái môn mà nghiên cứu lịch sử vậy. Sounds like you majored in working in a coffee shop. Pretty much. Oh, stop it. You get a minor in agriculture. Keep the old man happy. Oh! Kiểu như là nếu mà không có đại dịch zombie thì phải đài lúc nó là nhà biên cứu lịch sử rồi. Figure. This is as good a time as any. Còn Bonnie nó... Do you think that's a good idea? Clementine, after the day we've had, I think it's the best idea I've got. Tranh thủ nó lụm trong cái kho... I think she's just saying to take it easy. Được chai rượu. Right. Nếu đem ra nó nói là hôm nay sinh nhật lúc cho nó đem ra chụp mừng. Whoa, wait! You gotta make a toast. Thì sinh nhật mà bị ăn đạn vô chân. I'm not really the, Come on, birthday boy. It don't have to be fancy. A toast means we all got something to drink. Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Mới đầu tưởng lúc nó dễ lắm, ai ngờ đâu lúc nó 27 rồi. 27, to the loved ones that we've lost along the way. And to the hope that we see them again. Someday. Here, here. That was real nice. Yeah? I didn't mean for it to rhyme. That was... Well, I got first watch. Oh. I think the fence has got us pretty secure. Come on, Kenny. At least have a drink.
Nah, maybe later. Clem, let him go. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Okay. Kenny ông sẽ nói là ông sẽ đợi trước, ông canh gác trước. Nhưng mà mình kêu ông ở lại uống một chút đi. Nghĩa là góp vui nhưng mà ông lại không chịu. Fire's real nice. Plenty of room if you want to get warm. Maybe in a bit. I didn't expect her to come back. Just when I thought I got her figured out, she up and surprises. Cái con Bonnie nó không nghĩ là... Saved our ass. I know. I just don't know what she's getting at all this. She usually travels by herself. It has to be hard. Maybe she's just lonely. Well, that explains a few things. Cố gắng nói kiểu là giải thích cho tụi này hiểu là tại sao con kia nó quay lại. It was stupid. Cảm thấy cô đơn và nó I understand. Hiểu she's a pretty girl. Tình cảm một nhóm vậy. Get past all the dirt and guts. I don't know. Guess I just wanted to forget about all this shit for like 10 minutes. 10 minutes? And that's longer than I'd last at this point. Okay, mấy đứa này đang chọc lúc right. đấy. It wasn't 10. Thì lúc đó là thích cũng tên rồi. We got a little one around. Sorry. Forget I said anything. It's my fault for bringing it up. You guys shouldn't be talking like that. It doesn't seem nice. No, you're right, Clem. It ain't right. Thế là mình chọc. Tại vì tụi này nó bắt đầu nó nói chuyện người lớn rồi nó nghĩ nó bắt đầu nó nhìn vô mình nó nói mình là đứa con nít cho nên là không có kiểu là không có nói chuyện gì hết. I don't know what to say to that. I don't know. Maybe she likes him? No, I think we could bet on that. Because you see here, Luke's a regular Casanova. Hey, shut up. Don't be modest. Your moves are working on all the ladies. Worked on me. Oh, shit. I just did it too, didn't I? Sorry. It's the drink talking. They say a drunk man's talk is a sober man's thoughts. Well, I ain't a man, so they can take that shit somewhere else. Clint, go see if you can get Jane and Kenny over by the fire. It's too cold for them to be out there like that. Oh, and here, maybe a swig of this will change their minds. Okay. Bonnie đưa cho mình chai rượu rồi kêu tụi này vô để ấy nghỉ ngơi mà. Ra đưa cho con Jane trước. À, có lựa chọn nói chuyện à, vô này. Nói chuyện thử xem. Tại nãy là mình đã bắn chết đứa em gái đó rồi. I'm sorry about your sister. Chỉ vậy thôi hả? Nó không nói gì hết hả? Leave me alone, please. Okay. Nó không muốn nói chuyện thôi. They expect you to lure me over there with alcohol? I wouldn't have expected a bottle to last this long. It's probably been a while for everyone. Maybe I just wanted to talk. All right. I'll pretend I believe you. Sao đây? Nó vẫn nhìn lúc. I don't know. It might be awkward. I wasn't expecting to, you know. Why? Because you made it with Luke? What does that even mean? What's the it? You know. Yeah, because I made it with Luke. It's not a big deal. Why does this feel like I'm signing a contract or something? That's really good. Have you had any? Want a sip? It's okay. It just might burn a little. Sure. Okay, không được rồi. mình cứ tưởng là con này nó uống được. Ông Kenny ổng lại không thích. Busted. I better take that back.
I wasn't too much older than you when I had my first drink. God, I was so stupid back then. There was this time I broke into my parents' liquor cabinet and drank a whole bottle of this really spicy, sweet liquor. What was its name? It was dumb. Earthquake or something. Sounds like you were a bad kid. I guess I was. At the bottom of the bottle, there were these sugar crystals. And I got it in my head that I really wanted to eat a couple. So I got the bright idea to smash it on my parents' dining room floor to get at them. And it shattered into a thousand pieces all over the dining room. Sounds like a mess. Yeah, it was. Every couple years, someone would step on a piece of glass that didn't get swept up and get mad at me all over again. The problem with glass is it looks a lot like sugar crystals. That's never really been a problem for me. Keep it that way. My sister found me, drunk, blood pouring out of my mouth. Jamie thought I was dying, so she called 911. They pumped my stomach. You ate glass? I ate glass. Phải cái chữ. Khi mà con này nó say cho nên là nó chả biết cái gì cả và nó ăn cả những bánh kính. Nhưng khi mà con em nó phát hiện lúc này con này nó đang nôn mửa cộng thêm máu nữa. I guess a deal's a deal. Here. That guy needs a drink more than any of us. Time to not make it weird. Ok, cuối cùng là mình cũng thành công rồi. Lựa chọn do con này nó gia nhập vào nhóm. Wanna sit here? No, that's... I'm fine. Oh, yeah, okay, wherever you like. Ok, bây giờ còn mỗi ông Kenny thôi. Ông Kenny mới là khó. Chứng im lặng. Thôi, không muốn uống rồi, giờ nói chuyện. There, there, little guy. I got you. I got you. Hey. Oh, hey, Clem. I'm starting to think she might be a bad influence on you. Girl your age, it ain't right. I know you think you're older, but you're not. Sorry about that. I didn't mean to disappoint you. You're not, hun. It's probably not my place to be telling you what to do. Cái ông kia nói night. Là ông không có thích mình khi mà nghe lời những đứa kia bắt chước là ấy ông biết cũng biết là mình đã làm người lớn rồi nhưng mà chỉ là chuyện chưa lớn đủ. Tại những đứa trẻ mà trưởng thành trong cái thế giới mà lụi tàn như thế này nó lớn nhanh lắm. I'm sorry for how I acted back there after Sarita was. Rồi ông bắt đầu ông xin lỗi về cái việc mà ông đã tức giận khi mà mình làm cái này Sarina này. I mean, you did và what Sarina you could. Là you tried to help, and I blamed you for it. I'm so, so sorry. You don't have anything to apologize for. I know you didn't mean it. Tại vì mình quyết định là mình chặt tay. Nếu như mà giữ lại thì bà cũng bị cắn, mà chặt tay thì bà cũng bị cắn. I miss my boy. I miss him so much. Làm cái điều đó cho nó có hy vọng. I didn't raise him like I should have. Made mistakes. Wasn't there a whole lot for a couple years. Off on a boat somewhere or other. I thought I enjoyed that time away from him. From my family. Okay, những năm qua ông vẫn cố ông đi tìm cái phương tiện đó giống như là tại ông cái này ông tưởng là ông vẫn còn đi chung với lại to play catch with Duck. To touch Katja's face. Maybe you'll see them again someday. Well, from here on out, I'm gonna try and believe that too. He's gonna get raised right. I won't make the same mistakes again. That's a promise. You should get back over by the fire. Ain't no sense in both of us being over here. I can handle watch on my own.
You should come too. I don't know. Come on. It'll be good for everyone. Yeah, okay. Okay, mình cũng lựa chọn là cho ông Kenny quay lại nhóm lửa. Ông Kenny ông cũng đồng ý. Yeah. Kiểu là những cái lúc mà bình thường là ông Kenny ông muốn chết đó, nhưng mà những cái lúc mà kiểu là có thằng nào mà nó quay rối là ông bắt đầu khó chịu rồi. You don't have to justify that with a response. Hey, I find it's best to just get this stuff out in the open. Less drama. Well, that's fine. But I can confirm there was no time for kissing. Lúc ngại. All right, enough of that. Hey, you Clem. It's nice to hear people laughing. Yeah, it is. You just spend so much time trying to stay alive that you don't get a chance to enjoy living. Yeah, we need to make more time for that. Alcohol helps. Hell yeah, it does. Cho mình nói là khá là vui khi mà mọi người cười lại, nhưng mà let me get that bottle. Ấy thằng lúc nó lại nói là sounds like a waste of good rum. Lúc nó lại nói là không biết là cái thời gian này nó sẽ không bao lâu. That makes it even harder to deal with. Trust me. He needs it as much as anyone right now. It's a nice thing to do. I said my piece. I don't think that boy's a bad person. I just think good people do bad things sometimes. And they do it a lot more nowadays with the world being what it is. So I think it's best. Leave me alone! Sorry, okay? My fault. I shouldn't have. Leave me alone! Này ông bực mình, thằng này ông muốn xử này. It's okay. It's okay. She's in a better place. Пожалуйста, нет, Наташа, сестричка. It's okay. It's okay. Maybe it's best if we all get some rest. Who knows how long a walk we got tomorrow. Yeah, that's a good idea. I'll take first watch. Thank you, Kenny. Really. I, don't mention it. You did good. It was nice while it lasted. Ok, thì chắc là hết chuyện vậy này là xong rồi đó. Xếp rồi, xếp rồi. Và video này cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.